Cô ở đâu mà đội luôn rồi? Ở Bình Dương mà tới giờ mà năm ma cảm lắm. Xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2021. Thì cũng đang dịch Covid đang hoành hành á. Thì cùng chung tay góp sức với lại tất cả mọi người để đẩy lùi dịch Covid. Thì hôm nay thì có chị Thu, gia đình của chị Thu với lại anh Tuấn ở Việt Kiều Mỹ hỗ trợ để mà mua 50 phần quà như thế này nè cô bác quý anh chị. Mua 50 phần quà như thế này. Sáng thì cũng có mấy hộ lại sớm, mình hẹn 8 giờ nhưng mà mấy hộ lại lấy sớm, lấy 7 giờ luôn. Thì mỗi một cái phần quà như thế này á thì sẽ gồm có là gạo nè. Gạo với lại mì với lại một hộp khẩu trang như thế này. Thì tổng cộng là 50 phần mình sẽ phát cho ngày hôm nay. Do tình hình dịch nên sáng nay á ở ngoài kia thì để ghế xa xa ra. Ba thì để ghế xa xa ra, mỗi người cách là 2 mét giữ khoảng cách. Tại vì bây giờ thì tình hình dịch cũng khá là phức tạp. Thì công tác chuẩn bị như thế này để cho bà con cô bác đến nhận cho an toàn. Đó, mình thì cái công việc này thì mình cũng có thông qua với lại chính quyền ở xã, ở ấp để mà làm cái công việc này. Cũng mong là các cô bác quý anh chị sẽ cùng nhau vượt qua những cái khó khăn trong cái thời Covid này. Cũng thay mặt những cái hoàn cảnh khó khăn, xin chân thành cảm ơn gia đình của anh Tuấn với lại chị Thu đã ủng hộ cho bà con nghèo ở ấp Hà, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Một phiếu như thế này, mình sẽ ngồi xa xa như thế này nè cô bác quý anh chị. Đó, cho khi mà đến sớm thì mình sẽ phát luôn. Đó. Sáng nay không kịp luôn. Chưa thức thì một số cô bác quý anh chị ở xa, những người già lại bà cụ á lại lấy sớm. Dạ coi con coi, đây là cái phiếu mà phát hôm qua nè cô bác quý anh chị. Dạ chú bà phát. Dạ rồi, có nhận đi con. Dạ đây kia. Dạ cảm ơn. Dạ 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 như vậy con. Dạ con lấy ra đồ đường này nè, mới tụi mình không. Dạ con để cột vô cho cô chạy nó không có ấy á. Chú cầm được không? Được. Này chú, nặng ha. Rồi chú mạnh khỏe ha. Dạ. Làm sao cầm nổi chú? Trời ơi, chú nhiêu tuổi rồi? 49. Ôi. Dạ. Chạy này cũng khó. Dạ thôi về khỏe cô. Anh. Dạ cô. Dạ lấy giùm luôn ha cô. Dạ cô ở đâu? Dạ cô làm gì? Tàng ơi, tôi thì bên gia đình nhắn khách mà tưởng như đi đồng đi móc hai này kia bán đồ không mà con ơi. Dạ. Mà giờ bệnh mổ mới tháng mấy nay gì không có đi được mặn gì chứ. Không ơi, để làm sao làm sập hai nào. Dạ. Ông quay xe lại ha, đi ra bà về luôn. Cảm ơn nha chú. Dạ. Chúc con sức khỏe ha. Dạ. Rồi, anh với cô về khỏe. Dạ, chia nhiều khung giờ khoát nên cô bác quý anh chị cũng thưa nên thành thử cũng việc phát quà nó cũng thuận tiện cho mình hơn. À, còn bao nhiêu phần nữa đây? Ừ, tới cô hôm qua là ở chợ hay gì không? Ừ, tôi nghe
6 7 đứa nha. Ừ. Mà trời mưa đâm đậu nha, là đồng hứng cầm đó. Dạ. Ở đây nó cho đó. Cô bán cái đồ hết chưa? Mà ốc bán gần hết rồi. Mà tối ngày vậy, mà trong đồng tối ngày luôn. Ừ. Với lại con nhỏ con gái mẹ nó chết rồi, còn cha nó thì ở với cháu ngoại luôn. Dạ. Ở với bà nậu tấu nó luôn tới giờ. Chúc cô sức khỏe ha. Dạ. Cảm ơn nha con. Dạ. Sao sống? Dạ không ơi, giờ mà không có. Con để đâu? Trước rồi chú tôi. Lui lên con, lui lại chú để cho. Nghỉ nửa tháng nha. Nghỉ nửa tháng. Ở không ăn. Không ăn à. Thôi anh Vũ khỏe ha. Ừ. Cảm ơn chú tôi nha. Ờ con đâu có gì không? Chạy được không? Được. Dạ. Được. Được không? Được. Được. Bỏ qua đâu? Đây nhà nhà của hai chị nhà. Dạ. Đây nè con. Ba bạn dạ. Nữa nè. Ừ. Đây hả cô ha. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe ha. Một phần nữa hả cô hả? Không cần già nữa. Dạ. Dạ. Rồi cô. Dạ chị. Dạ. Dạ. Không. Cảm ơn con nha. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn cô ha. Dạ hết không cô? Cô nhận giùm luôn hả? Bà nhận giùm luôn hả bà? À, dạ. Của bà với lại của con bé đó. Dạ. Bà ở nhà bà làm cái gì? Không ai làm gì. Đâu làm gì được đâu. Ông chồng bị tai biến hơn một năm rồi. Dạ. Bà đi cà xịt cà đủ xịt đủ vậy. Dạ. Có hai vợ chồng già. Ừ, hai chồng già con ơi khổ lắm con ơi. Dạ. Có bán cái số gì không? Chú ơi, đi không nên thăng bán số. Đi chích thuốc hoài đó rồi cái số. Dạ. Hai cái vợ của bà giờ đi sáng đâu nó xin. Người ta biết hàng năm rồi đó con. Hàng ngày tiền đâu mà sống. Thì cũng người này người kia cho nữa nợ con cháu nợ cho người 150. Dạ. Sống qua ngày. Đó mới được nè. Để giờ mình đi trả mới được. Với lại đằng gạo đằng quỹ ban nè. Các dạ. Bà hàng tháng nè. Dạ. Ừ. Ồ vậy cũng đỡ hơn ha. Dạ. Một ký gạo tháng chục ký. Tháng chục ký ăn đủ không bà? Thiếu. Thiếu hả? Ừ. Đỡ hơn không? Dạ. Chiếc xe này phải mướn hả? Có xe kia kìa. Dạ. Người ta cho phiếu bà luôn hả? Ừ. Sao cho phiếu là sao? Như kiểu mình ta thấy mình già mà không có tiền á. À rồi người ta thấy mình khổ hơn ta ha. Ừ. Ta nhường phiếu lại cho bà. Ừ. Ờ. Cũng thương dữ ha. Cảm ơn ta. Dạ. Cô Tư, lách bà hả cô Tư? Để cho con mở cái giấy. Thấy con muốn bầu phải không? Ừ. Cô cũng được. Dạ biết rồi. Con nghe nói bà thấy con muốn bầu bỏ cho mấy bà bán bún riêu hả? Cái này cũng thấp quá mẹ ơi. Con Ngọc. Con Ngọc. Dạ. Bữa nào con đi theo bà Tư một bữa thôi. Ha. Dạ. Bà Tư ở mình hả? Ở mình một à. Dạ. Nhận quà gì mừng không bà Tư? Mừng. Ăn đây dạ chúc bà Tư sức khỏe ha. Được không bà? Được. Mời cái gạo này ăn được mấy tháng? Ăn được ngày em lớn. Ăn ngon. Ăn được đâu nửa tháng rồi ha. Rồi ôi chả gì an toàn ha. Khẩu trang quá. Dạ này khẩu trang. Khẩu trang để bà đi làm mang khẩu trang. Đi mang hoài chứ đâu có ấy đâu. Dạ. Dễ gì bỏ. Dạ. Ra đường thì mang liền chứ không có để chừng nào nữa hết. Dạ rồi chờ về đi. Bye bye. Dạ. Dạ chị lãnh giùm thì đâu có chị gì. Làm cái gì để em sắp ra cho. Dạ anh chị để đâu à, để đâu mình để cho để trước dưới sau phần quá ha. Dạ cảm ơn. Dạ rồi rất kêu khỏe. Dạ. 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 Ồ khổ chứ ha. Cho con mượn giấy.
Để con để lên xe ha. Để lên xe cho cô này mới được cô bán chị. Đây đây. Dạ, sớm phân giờ ra để mà thưa thưa con. Dạ. Vậy được không cô? Hay là phải băng lại? Băng lại chú ơi, làm ơn bưng lên giùm em. Dạ. Còn ai đợi đó không cô bạn? Ừ. Dạ. Dạ. Cô ở đâu mà nổi luôn rồi? Ở thì cho mà cứ giờ mà năm ma cảnh á. Nổi nổi không? Tại gái. Dạ. Dạ đi. Rồi. Không lẽ nó ra 2 giờ. Nhiêu tuổi rồi con? Kêu em kìa, nó chở ra đây, để kêu em chở ra. Được rồi. Gần không? Gần 7 tuổi, kế nhà mà đó đó. Sao đi được rồi. Để gỡ lên xe đó con. Phát sáng giờ thì còn lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lý do là mình phát trễ là phân thời gian ra nên là nữ là cô bác của anh chị là đi lại là thời gian trong ngày luôn, từ sáng đến chiều luôn, nào phát xong thôi giãn người ra nên là nữ là phát lâu này, chắc tới chiều xong còn 11 phần 12 phần nữa. Dạ thưa cô bác quý anh chị, thì sau khi mà phát cái phần gạo á, quà gồm có mì, gạo với lại khẩu trang, thì được sự hỗ trợ của chị, gia đình của chị Thu và anh Tuấn là Việt Kiều ở Mỹ, hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở quê hương của Bùi Hồ. Thì hôm nay thì sẵn đây thì Bùi Hồ sẽ thống kê cái số tiền lại cho anh Tuấn với lại chị Thu nắm, cũng như là công bố cho cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân biết rõ luôn. Thứ nhất là gạo của cô bác của anh chị, gạo thì ở đây là gạo dẻo và là 50 phần, mỗi một phần như thế là 10 kg, và mỗi một ký là 11.300 đồng, thì tổng cộng số tiền là 5.650.000 đồng đó. Cái này là lấy gạo ngoài chợ luôn. Thứ hai đó là khẩu trang y tế, thì mỗi một hộp là 50 hộp, mỗi một hộp như thế là 35.000 đồng, thì tổng cộng cái số tiền là 1.750.000 đồng. Và thứ hai ba là thùng mì, mì ở đây thì mình lấy giá gốc luôn, cô này cậu bán là không có ăn lời luôn á cô bác của anh chị, là 50 thùng mì gấu loại 30 gram, thì số lượng là 55.000 một thùng và tổng cộng là 2.750.000 đồng. Cái này là Bùi Hồ mới ghi thêm nè đó, gạo là 5.650.000 đồng và khẩu trang là 1.750.000 đồng, thì tổng cộng số tiền mà mình thích cái quỹ của chị Thu đó là 10.150.000 đồng. Thì nhân tiện đây Bùi Hồ xin thay mặt những hoàn cảnh khó khăn ở quê hương Thanh Bình Đồng Tháp của Bùi Hồ, thì chân thành cảm ơn anh Tuấn và chị Thu đã giúp cho những cái hoàn cảnh có thời gian chung tay hỗ trợ với lại bà con cô bác ở đây để mà vượt qua cái thời gian khó khăn Covid này. Tại vì Covid này thì bây giờ cũng không bán vé số đồ được nên rất là khó khăn. Nhận được những cái phần quà này thì cô bác quý anh chị rất là xúc động và bùi ngùi luôn. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn anh và chị, chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin cảm ơn tất cả rất nhiều. Xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe và an lạc ạ.